Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đánh giá và trải nghiệm một cái ổ để nâng cấp dung lượng phần cứng cho PS5 Lý do ở đây là PS5 thì các bạn biết rồi, game thì toàn bây giờ game AAA, game nặng nó toàn 800, à nhập 80 với 100GB game nhẹ thì cũng năm chục với sáu chục quay ra quay vào do là bạn nào mà thích làm clip up youtube do là bấm share play tải tiết các thứ về là nói chung là tóm lại là dung lượng nó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu với ps 5 đặc biệt là khi mà cái con máy tối đa sony nhét cho được có 480 trăm nó quá ít và cái ổ mà mình đang chuẩn bị uh, bắn vào trong này là cái ổ của MSI có tên là Spatium M480 Play với dung lượng là 2TB cùng với tốc độ được dán ở trên hộp rất là chuẩn chỉnh và to đùng 7000 MB per second. Đây là up to nhá, tất nhiên là up to thôi. Với warranty bảo hành là lên tới 5 năm với cùng với một loạt các thể loại chứng chỉ ở đằng sau thì chúng ta sẽ cùng nhét vào trong bấm test xem là nó nhanh như nào nhá. Trước đây thì mình đã có làm một cái video về ổ cứng uh, cho con PS5 này rồi Nhưng mà lần này thì uh, mình làm một con khác Con này thì có dung lượng là to hơn cái con lần trước Con này là 2T, con trước như là có 1T thôi 2T thì mình nghĩ là gắn với PS5 thì chắc là từ giờ đến lúc uh, PS5 nó chết ra PS6 Thì may ra mới cần phải thay ra một cái dung lượng to hơn Thế còn bây giờ ví dụ như game mà khoảng độ tầm trăm với 200GB thì 2T nó phải được bao nhiêu? Chục game Chắc thế Chắc là cũng không đến mức thế Nôm na là cái con ổ này sẽ có mức giá vào khoảng độ tầm 12 triệu Tùy với từng cửa hàng khác nhau Thì 2T và tốc độ nó cao như thế này PCIe 4.0 thì nó to như thế này Rồi tản nhiệt tản nhục kiểu như thế này Thì mức giá 12 triệu mình thấy là nó là một cái mức giá tương đối là bình thường một t đó phải rơi khoảng độ tầm 6 triệu với sáu triệu rưỡi rồi các thứ này kia rồi thì hai t khoảng độ 12 triệu đó là mức giá khá là bình thường một cái điều lợi của những cái ổ cứng mà nó bảo là nó sinh ra cho ps 5 ở trên hộp nó ghi đây ps 5 compatible này là các bạn sẽ mua về và các bạn biết chắc chắn là nó sẽ gắn vừa với ps 5 mà các bạn không cần phải đi đo với lại kiểm tra bởi vì thực tế là nếu mà chúng ta không mua những cái ổ mà compatible cho PS5 ấy thì các bạn sẽ phải tính cái kích cỡ về độ dày và cũng như là các chiều của con ổ xem nó có nhét vừa con PS5 hay không. Thì cái cái này thực ra ở trên size của Sony là nó có sẵn thì các bạn bấm vào size của Sony là các bạn có thể xem được độ dày các thứ này kia. Thì như mua những cái con như thế này thì nó khá là tiện và gọn. Về thông số thì con này như mình đã nói nó là PCIe 4.0. Tốc độ của hãng ghi là đọc thì up to là 7100 MB per second mà tốc độ ghi thì up to tám MB per second. Form factor thì tất nhiên là như thường lệ là M2 2280. Mấy cái cách lắp đặt với lại setup thì nó quá đơn giản. Vì những cái ổ mà sinh ra compatible cho pet 5 ấy thì gắn vào các bạn chỉ cần gậy nạy cái lẫy ra thì bởi vì mấy con pet 5 này, này nó không dùng ốc mà nó dùng mấy cái lẫy. Còn lúc mà lắp vào thì mới cần ốc, nhớ kiếm cái bộ tool để vặn ra. Lắp vào thì nó sẽ hỏi luôn là có muốn định dạng ổ mới không? Thế rồi quá đơn giản, xong bấm chuyển game thì vào trong phần storage ở trong phần setting, phần ổ cứng thì vào setting bấm định dạng chuyển game. Game là các bạn đang có sẵn ở trong ổ gốc thì các bạn bấm chuyển sang bên kia là sang bên kia hết luôn. Còn sau này mà tải thêm game về thì bấm vào đấy là xong. Và cái con PS5 này thì Sony họ làm khá là tiện, tức là khi mà các bạn chỉ cần cắm cái ổ vào phát là tự con PS5 nó sẽ đo tốc độ luôn thì tốc độ của con này nó đo trung bình là 5.900 MB per second ờ, Thì tất nhiên là nó sẽ lệch với con số 7.000 Bởi vì các bạn lưu ý rằng là hãng thì họ ghi là up to Tức là vào những cái file mà nó dễ chuyển và nói chung là nó dễ thì nó mới lên được khoảng 7.000 Còn với những cái file mà dạng kiểu đa dạng tập tin, đa dạng đuôi hỗn hợp thì nó thể không thể nào mà nó kiểu như là đồng nhất được ở 7.000 được rồi Thế cho nên con này p nó tự đo ra là 5.900 Tóm lại là như vẫn như thường lệ thì những cái game mà được port từ PS4 xong port thêm một bản cho PS5 ấy, thì những cái game đấy sẽ được tối ưu lại cái tốc độ lốt nó sẽ nhanh hơn khá là nhiều so với cái ổ cứng mặc định của con PS5 này. Còn những cái game mà kiểu như sinh ra mà họ đã viết sẵn cho PS5 rồi ấy, thì cái tốc độ thay đổi nó không quá nhiều. Cái chính mà mình quan tâm ở đây với các bạn đó là một cái con ổ nó tương thích trực tiếp với PS5, các bạn không cần phải tính toán xem là nó có vừa hay không, tản nhiệt tản nhiệt các thứ này kia thì mấy con ổ này mấy cái khe khe rãnh của nó là cũng tản nhiệt tốt hơn rồi. Và đồng thời nữa là cái dung lượng nó mở rộng lên tới bao nhiêu à, 2T thì đấy là một trong những cái lý do mà tại sao mà ps 5 thì ban đầu nó chỉ cho các bạn có 500m thôi ờ à, 500G, à, 500g thôi vì ổ này nó đã 12 triệu rồi cho nên là để tối ưu chi phí thì họ chỉ cho 500 ghi thôi à, video đây là hết rồi các bạn test nó chỉ có như vậy thôi à, nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tìm một con ổ nó đạt những các yêu cầu như sau phù hợp cho PS5 mà không thích cắm cho PS5 thì cắm cho PC cũng được à, hoạt động ổn định thương hiệu tốt MSI và có thể dễ dàng đổi trả bảo hành và cũng mua ở hầu như tất cả các đại lý chính hãng ở trên toàn quốc thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn tương đối là phù hợp còn video đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số video sau bye bye